Mình chào tất cả các bạn nhé. Thì có một em điện thoại cho mình nói là anh ơi, anh ghép cho em một cây 5 màu trắng, vàng, tím, đỏ, cam, hồng. 5 màu. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn như thế này nè. Mình ghép được một cây 5 màu chứ không phải là không. Nhưng mà trong cái một cây 5 màu đó, các bạn phải chọn làm sao các cái giống. Thứ nhất là bo phát triển phải tương đương nhau, nó phải mạnh đều nhau. Cái thứ hai nữa là cái nết của cái bông á, khi mà nó trổ, từ cái lúc mà nó nụ cho đến khi nó trổ ra là bao nhiêu ngày á, thì mình phải theo dõi cái nết đó để mình kết hợp bông mình ghép mới được. Mới được nha các bạn. Chứ không phải là cái ghép mà chọn cái màu hoa để ghép vào. Thì nó sẽ có cây thì bo nó mạnh, nó lên mạnh. Có cây thì bo nó rất là yếu, nó bị lắng nước. Rồi nó cùi luôn, nó không có lên. Đó là vấn đề thứ nhất. Có vấn đề thứ hai nữa là khi các bạn ghép bo lần đầu tiên đồng loạt, thì may ra 2 đến 3 tháng sau, có thể cái cây đó nó trổ được vài ba loại đồng loạt trổ bông. Ha. Cũng có cây nó, nếu mà các bạn chọn được những cái giống thích hợp đều nhau, bo phát triển mạnh như nhau, thì may ra nó có thể là trổ được đồng loạt trong 5 loại hoa đó, có thể là trổ 4 hoặc 5. À, nhưng mà chỉ cái lứa đầu tiên thôi. Cái lứa đầu tiên tỉa từ ngày ghép cho đến khi trổ bông. Thì từ đó về sau á, thì thằng nào mạnh bao giờ nó cũng trổ trước, nó trổ rất là lõi chõi. Không bao giờ nó đồng loạt như là cái lứa đầu tiên mà mình ghép, từ cái ngày mình ghép cho đến ngày nó trổ bông. À, từ cái ngày mình ghép đến ngày trổ bông, nếu mình chăm sóc tốt nó khoảng cỡ 2 tháng, 2 tháng rưỡi, thì may ra đồng loạt nó mới trổ được một đợt đầu tiên nha các bạn. Nó trổ được một đợt đầu tiên. Còn sau đó thì mạnh thằng nào thằng đó trổ, nó lõi chỗ coi rất là kỳ. Nhưng mà thằng nào nó mạnh thì bo nó vượt, nó lên rất là cao. Còn thằng nào mà nó yếu thì bo nó không chịu lên. Ha. Thì đi khi mà đi vào chi tiết để mình giải thích cho các bạn tại sao các nhà vườn nó không ghép kết hợp các loại bông trên một cây, mà bắt buộc cây nào phải ra cây đó. Còn có những cái cây mà nó ghép, ví dụ như là nó ghép cái cây trà mi năm này đi ha. Nó ghép cái cây trà mi năm này, tự nhiên cái nó lọt vô có một cái bo kim cấm, hay là nó lọt vô nó có một cái bo hoa, cái bo tỏa dương, hay là nó lọt vô nó có một cái bo hồng nhung, nó lọt vô nó có một cái bo như khang ba, thí dụ như vậy. Nhưng thực tế những cái bo đó là khi nó bị rớt và nó giảm lại. Nó giảm lại nha các bạn, chứ không phải là người ta tự người ta ghép. Khi mà các bạn ghép một cây 3-4 màu như vậy, nó ra nó lõi chỗ rất là khó bán luôn. Tại vì nó không có đồng loạt, nó trổ thì nay nó trổ một bông, mai nó trổ một bông, rất là lọt chọt. Người ta cũng rất là ngại, nhà vườn người ta cũng rất là ngại, ta không ai ghép như thế. Khi có khách yêu cầu, thì mình mới ghép như vậy. Mà trước khi mình ghép như vậy là mình phải lựa giống ở những cái giống mạnh á, thí dụ như là cái thằng Thiên Phú nè, thằng Thiên Đường nè, thằng Trà Mi Năm nè. Các bạn thấy Trà Mi Năm cái hoa hết biết luôn, bàn tay mình không suy nghĩ gì cả luôn các bạn, ghê nè. Cái bông Trà Mi Năm này các bạn thấy nè, bàn tay mình không suy nghĩ gì luôn, không suy nghĩ gì cho cái bông luôn, to hơn cái chén ăn cơm. Ông Hoa Ba Trồng này tối ngày cứ nói to như cái chén, to hơn cái chén ăn cơm ha, to hơn bàn tay mình luôn. Thì nói tiếp vào vấn đề, thì các bạn phải lựa những cái bo nào nó tương đương nhau, mạnh tương đương nhau. Thí dụ như bây giờ các bạn muốn ghép trên một cái cây ha, thì bây giờ là mình lựa chọn màu trắng, thí dụ như là màu trắng bạch tuyết, bo cũng mạnh ha. Mình chọn màu vàng thì thằng tỏa dương đây, bo cũng rất là mạnh nha các bạn. Rồi mình chọn màu hồng là thí dụ như thằng trà mi năm ha. Rồi mình chọn màu vàng, thí dụ như là thằng Hàng A. Đó là những cái bo mà gọi là tương đương mạnh như nhau. Rồi mình chọn cái màu nửa vàng nửa đỏ, thí dụ như là cái thằng Thiên Đường, à thằng Thiên Phú, ví dụ vậy đi ha. Thì mình làm sao mình ghép trong một cây đó 5 loại hoa, thì các bo nó phải mạnh đều như nhau. Và chỉ có cái lứa đầu tiên, từ ngày ghép cho đến 2 tháng rưỡi sau khi trổ bông, thì may ra nó mới trổ đồng loạt trên 5 loại bông trên một cái cây ha. Sau cái đợt đó rồi á, thì mạnh thằng nào thằng đó sống,
bạn thân thì thân ai nấy lo, là nói chung là thằng nào mạnh thì nó ra bông trước, thằng nào yếu thì nó ra bông sau, có thằng nào yếu quá nó lướt luôn, im luôn, không có ra bông, không có ra tược, không có ra gì hết đó. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn nè, ở có những cái loại bông tược nó rất là mạnh, ghép vô nó rất là mạnh, nó lên phà bông cho cực kỳ đó. Thí dụ như hồi nãy mình giới thiệu cái thằng trà mi năm nè, các bạn thấy nè, cái thằng trà mi năm, các bạn thấy cái bông nó khủng hoảng chưa các bạn? Khủng hoảng không các bạn? Quá khủng hoảng luôn. Cái bông vậy đâu mà nó bự hơn cái bàn tay mình luôn mà, hơn cái chén ăn cơm luôn, chứ đừng có nói chén ăn cơm. Bông trà mi năm bự cực kỳ bự luôn, bự to khủng hoảng, nhưng mà màu hồng cánh sen rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp, rìa trắng. Thì cái thằng này là bo mạnh. Cái thằng thứ hai nữa bo mạnh đó, thì nó còn là cái thằng tỏa dương. Thằng tỏa dương bo cũng rất là mạnh nha các bạn, bo cũng rất là mạnh, thì nó tương đương với là cái thằng trà mỹ năm này. Cái bo thứ ba nữa là cái bo ngọc, cái bo bạch tuyết nha các bạn. Bo bạch tuyết cũng tương đương bo rất là mạnh. Đây bo bạch tuyết ha, hoa trắng bốn lớp ha. Rồi thí dụ như là bo mạnh tương đương nữa thì là cái thằng Di Kha. Đó là những cái bo mà mạnh tương đương nha các bạn. Mạnh chỉ có tương đương thôi, chứ cũng có thằng mạnh hơn, có thằng mạnh đích, nhưng mà nó mạnh tương đương ở những cái bo đó. Vậy là trước khi mà các bạn muốn ghép một cái cây 5 màu, 4 màu, 3 màu để cho Tết, khi khách yêu cầu, tất nhiên là mình phải có trong vườn nhiều loại hoa để mình coi tính nết của nó, như thằng nào nó như thế nào, thằng nào mạnh hoa trổ liên tục, thằng nào chỉ nuôi tàn không chịu trổ hoa, thằng nào thì trổ hoa liên tục không chịu nuôi tàn đó. Có những cái thằng nó trổ vừa trổ hoa vừa nuôi bo tốt, như là cái thằng Nga này, các bạn thấy nè, vừa nuôi tàn tốt vừa hoa rất là rộ, hương thơm ha, thằng Hằng Nga. Thì cái này là nó đều nhau, vừa nuôi tàn tốt vừa nuôi bông ha. Có nhiều thằng nó ra tàn không à, nó không chịu ra bông ha, nó không chịu ra bông, mà nó ra bông cũng rất là trễ luôn ha. Thí dụ như là thằng Phú Lộc ra tàn rất là mạnh luôn, hay là cái thằng Ngọc Nhật Minh Hai ra tàn cũng rất là mạnh luôn nha các bạn. Ra tàn rất là mạnh, đây là Phú Lộc ra tàn rất là mạnh, nhưng mà rất là chậm ra hoa, rất là chậm ra hoa luôn nha các bạn. Tàn nuôi thì nói chung là nó, nhưng mà khi nó ra hoa thì rất là đẹp, khi nó ra hoa thì rất là lực luôn, rất là lực luôn, chứ không phải là nó chỉ là chậm ra hoa, chứ không phải là không ra hoa, nhưng mà nó nuôi tàn rất là tốt nha. Còn cái thằng này đó, thì những cái thằng đó là những cái thằng mà nuôi bo rất là tốt nhưng mà chậm, hay là cái thằng Lip Green nuôi bo cũng rất là tốt nha các bạn. Nuôi bo rất là tốt nhưng mà nó chậm ra hoa, chứ không phải là không ra hoa. Chậm ra hoa nhưng mà ra ra cái hoa nào thì lực lưỡng cái hoa đó rất là đẹp. Hay là cái thằng Ngọc Nhật bên hai cũng vậy này, chậm ra hoa nhưng mà ra hoa rất là đẹp, ra hoa cực kỳ. Rồi cái thằng Ý Xuân cũng vậy nha các bạn, cũng chậm ra hoa nhưng ra hoa rất là đẹp. Có nhiều thằng thì rất là siêng ra hoa, rất là siêng ra hoa liên tục mà bo không chịu ra luôn. Nghĩa là chỉ cần vài ba lá là ra bông. Thí dụ như là cái thằng Tiết Nhiệt Đới nè, khi nó rộ một cái á, thì nó ra là các bạn thấy nè, ghép bên đây được 3 tháng rồi mà tược nó ra chỉ chừng này thôi, ra bông liên tục tù tì hết đợt này tới đợt đó ha. Đó là những cái thằng Tiết Nhiệt Đới ha. Rồi còn một cái thằng nữa là cái thằng Mộng Cầm á, các bạn biết cái thằng Mộng Cầm á, nó rất là lâu ra bông, rất là lâu ra bông, la ra bông, ra tược cũng chậm, ra bông cũng chậm. Đây Mộng Cầm đây, đây ra tược rồi, các bạn thấy nè, ghép bên này 6 tháng rồi mà ra tược chỉ chừng này thôi, rất là chậm ra tược luôn nha các bạn. Mà bông thì cực kỳ đẹp, đẹp cực kỳ đẹp á, bông cái Mộng Cầm thì cực kỳ đẹp. Mộng Cầm thì các bạn khỏi chê, bông nó cực kỳ đẹp luôn, đẹp lắm, bông Mộng Cầm thì khỏi chê á. Mưa nó hư, nó đang nụ nè. Thì cái bo của thằng Mộng Cầm này nó ra bông cực kỳ chậm nha các bạn, chậm lắm. Thì không thể nào lấy cái bo Mộng Cầm đi ghép với cái bo Thiên Phú, hay là lấy cái bo Mộng Cầm này đi ghép chung với cái thằng Nhi Khang Ba, hay là lấy cái bo Mộng Cầm này đi ghép với cái thằng Trà Mỹ Năm. Có một cái loại bông thứ ba nữa, đó là bông thứ nhất là cái thằng Tiết Nhiệt Đới nè, ra bo ra hoa nhiều, chậm ra bo,
ha. Thằng thứ hai là cái thằng ngỗng cầm á. Cái thằng thứ ba nữa là đặc biệt, cái thằng thứ ba nữa là cái thằng thôi thì khỏi phải nói, ảnh đỏng đảnh lắm mà ảnh đẹp, hoa thì nó đẹp mê hồn trời đất, đẹp đẹp lắm. Đây là cái thằng Vương Hậu, thằng Vương Hậu nha các bạn. Hoa thằng Vương Hậu thì các bạn mê đi không nổi, đẹp lắm các bạn. Hoa thằng Vương Hậu thì nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nè các bạn thấy nè, ra cái tược ghép 2 tháng mấy rồi, ra cái tược chừng này nè, ra không chịu ra tược, cứ tối ngày cứ trổ bông. Ra cái tược này nó có gì đâu, có vài ba lá vậy cũng trổ bông nè. Cái này nó cũng đang nụ bông nè, đang nụ bông nè. Nè các bạn thấy nè, cứ ra vài ba lá nè, cái như cái tụ đang trổ nè nè. Các bạn thấy nè, như cái tụ đang trổ nè. Chưa ra ra được có 2 lá, 3 lá gì đây, cái là bắt đầu ra một chùm bông vậy, rồi trổ bông. Thời gian nuôi bông rất là mất sức cây nha các bạn. Nó nuôi tàn thì nó đơn giản, nhưng mà nó nuôi bông thì rất là mất sức cây. Đó, đây là cái thằng Vương Hậu nha các bạn. Hoa đẹp mơ màng luôn, đẹp lắm. Thằng Vương Hậu thì hoa đẹp mơ màng, nhưng mà tối ngày cứ ra bông không chịu ra được. Thì nếu các bạn ghép cái thằng này ha, ghép cái thằng này vào với cái thằng, với cái thằng Tỏa Dương này thì thua. Thằng Tỏa Dương nó nước nó ăn hết, nó ra bông liên tục luôn. Thằng cái thằng Vương Hậu này không ra tược nổi luôn, không ra tược nổi luôn, chứ đừng có nói mà ấy. Đó, tược nó rất là yếu luôn, rất là yếu. Hoa thì đẹp đỏng đảnh mà tược rất là yếu. Thằng Mộng Cầm cũng vậy ha. Đó, rồi thí dụ như là riêng cái giống kim ngọc thôi, cái thằng kim ngọc chính nè, kim ngọc chính nè ha, kim ngọc một nè, và thằng kim ngọc ba. Thằng kim ngọc ba đâu rồi? Đó, thì những cái thằng này ra tược rất là chậm ha, ra tược rất là chậm mà bo cực phát triển cực kỳ lâu. Đây ghép chung một lượt cái nó mà anh em thiên hạ nó ra phà phài thế này, ảnh chỉ cái thằng này thôi, kim ngọc một nha các bạn. Đó, đợt cái giống như là giống thứ tư ha, giống thứ tư là thằng kim ngọc một cũng chậm ra bông, không thể ghép chung với những thằng bo mạnh được. Cái giống thứ năm nữa là cái giống Mỹ Linh Chính. Mỹ Linh Chính nó là lá kim bo cực kỳ chậm, nuôi một năm cao lắm được 10 phân nha, nhưng mà bông thì nó đẹp, bông rất là đẹp. Thằng Mỹ Chính Linh Chính các bạn biết rồi, bông cực kỳ đẹp luôn, nó đẹp mê hồn rồi đó. Nhưng mà ghép bo rất là lâu, ra chậm lắm, chậm lắm, mà khi ra bông được rồi thì ra bông rất là đẹp đó. Cho nên là đây thằng Mỹ Linh Chính nè các bạn thấy nè, đó ghép chung một lượt cho anh em nó ra phà phài thế này các bạn thấy không, mà ảnh chỉ chừng này thôi, chỉ chừng này thôi. Đây là kim ngọc chính nè cũng vậy nè, rồi kim ngọc một cũng vậy nè, thằng kim ngọc ba cũng y chang vậy luôn. Chỉ có mỗi thằng kim ngọc 10 ha, kim ngọc 6 thì bo mạnh, bo rất là mạnh luôn, ghép một cái lửa ra phà 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 thằng kim ngọc 10 á, hoa đẹp mà bo mạnh đó. Thì thôi những cái thằng bo yếu nè đó, thằng Mỹ Linh Chính nè ha. Rồi giống thứ năm là cái thằng Mỹ Linh Chính, giống thứ nhất là cái thằng Tiết Nhật đó ha, giống thứ hai nó là cái thằng Mộng Cầm ha, cái giống thứ ba nó là kim ngọc bột ha, cái giống thứ tư kim ngọc chính, cái giống thứ năm nữa là thằng Mỹ Linh Chính đó. Thì những cái giống đó nó rất là yếu bo, thì các bạn phải ghép độc lập mình ên nó, chứ còn nếu mà ghép chung với tất cả các màu là nó bị lấn lướt luôn, nó chìm luôn, nó chìm luôn, không bao giờ nó ra tược cho các bạn luôn. Mấy thằng kia thì nó ra mạnh phà 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 đó. Cho nên là cái vấn đề mà chọn bông để ghép trên một cây chơi Tết không phải là không làm được, và tại sao các nhà vườn các nơi nó lại không ít có làm là như vậy, là bởi một lý do, mỗi thằng mỗi nết khác nhau. Thằng thì phát triển rất là mạnh ha, phát triển bo không, không chịu ra bông, chậm ra bông. À, có thằng thì không chịu phát triển bo, tối ngày cứ ra bông, như thằng Vương Hậu này, tối ngày cứ ra bông, hết đợt này tới đợt kia ra bông suốt, không có thời gian nghỉ ngơi, đẻ suốt, đẻ mới ba mươi mấy tuổi đẻ 11, 12 người con này, quá trời. Có nhiều em thì tốt, phà phà vậy thì không chịu ra bông, rất là tốt luôn ha. Còn có những cái bo vừa phát triển bo vừa phát triển bông, bông rất là rộ hương thơm, ví dụ như thằng Hằng Nga, có những cái bo phát triển rất là mạnh, hoa ra cũng rất là đẹp, ví dụ như là thằng Di Khang Ba đó, là hoặc là thằng Thiên Phú ha. Thì khi mà các bạn ghép cho người thân hoặc là cho khách
quen thân thuộc á, thì đối đế lắm phải phải giải thích với bạn, với người ta rằng là khi ghép như vậy, lứa bo đầu tiên thì có thể là trổ đồng loạt trong 4 hoặc 5 loại bông, hoặc là có thể tốt là 5 loại bông trổ đồng loạt. Nhưng sau đó nha, sau cái đợt bông đó thì mạnh thằng nào thằng đó sống, bạn thân thân ai nấy lo. Nói chung là thằng nào bo lên mạnh ha, thằng nào bo lên mạnh thì nó lướt nó ra tược rất là dài, rất là cao luôn. Còn thằng nào mà bo yếu, thằng nào bo yếu như thằng Vương Hậu hay là thằng Bổng Cầm hay là thằng ấy chính này, thì ảnh không chịu ra bo luôn, ảnh không chịu ra bo luôn nha các bạn. À, bo nó cứ nó cùi dày rồi ra được cái lá nào có rụng vàng rụng khó lòng vô cùng, nhưng mà nó một cái hoa đẹp. Còn những cái bo mà nó mạnh này, các bạn thấy nè, ghép vô là bo phẳng, bo lên phẳng, hoa trổ, trổ một cái hoa gì đó mà khủng hoảng tinh thần, to gì mà to hơn cái bàn tay, khủng hoảng thiệt. Chưa thấy cái hoa nào mà nó bự kinh khủng như thế này, quá trời bự quá các bạn. Đẹp, hoa trổ to, hoa đẹp chứ không phải là không đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Màu hồng cánh sen nhã nhặn sáng trưng nha. Thằng này là thằng Trà My Năm đó. Còn thằng này là thằng Di Khang. Di Khang nó cũng trổ nè, hoa 5 lớp nha, sọc đỏ nhưng mà rìa trắng, hoa 5 lớp luôn nha các bạn. Có nhiều thằng hoa 5 lớp luôn đó. Thì mình cũng nói với các bạn, có những cái thằng lại hoa ngộ lắm, chuyên môn ra lá ra tàn chậm ra hoa. Có những cái loại hoa ra hoa liên tục, không có thời gian để ra tàn ra tược ra lá ha. Có những cái loại hoa bo phát triển cực kỳ mạnh, mạnh lắm. Thí dụ như cái thằng Thiên Phú nè, bo phát triển là cực kỳ mạnh, ghép ra nữa một tháng mấy thôi mà nó bo phát triển như thế này. Hoặc là cái thằng Di Khang Ba, bo phát triển rất là mạnh luôn, rất là mạnh, rất là tốt. Hay là cái thằng Bạch Tiết, thằng Bạch Tiết nè, bo phát triển lá như cái chén ăn cơm, rất là tốt. Bo phát triển rất là tốt, nhưng mà chậm ra hoa nha các bạn, chậm ra hoa, nhưng mà hoa to, hoa bự à, chứ không phải là không đâu. À, như cái thằng Thiên Phú hoa cũng bự nè, thằng Nhi Khang Ba hoa cũng bự nè, thằng Trà My Năm hoa cũng bự nè, các bạn thấy không? Hoa nào hoa nấy trà ba lửa à, là những cái thằng hoa bự. Hay là thằng Bêu Xí Tím, Bêu Xí Tím hoa cũng bự, hoa cũng bự nha các bạn. Bêu Xí Tím ha, đây em Bêu Xí Tím, đây Bêu Xí Tím cũng rất là đẹp luôn, chỗ rất là đẹp, rất ok hoa. Nhưng mà thằng này á, bo nó cũng mạnh lắm á nha các bạn, bo nó cũng rất là mạnh luôn à, mạnh hơn nữa là cái thằng ấy nè, Quốc Công Hai nè. Quốc Công Hai thì bo cực kỳ mạnh luôn, bo mạnh lắm, ghép vô là lên phà à. Thì như vậy là bây giờ mình cũng nói với các bạn á, các bạn đặt mình ghép 5 màu trên một cây, ghép được chứ không phải là được. Nhà vườn nào nói ghép không được, ghép được, nhưng mà cái sự trổ bông của nó sẽ không đồng loạt như kỳ vọng của các bạn ha. Mình ghép thì những cái bo nào nó mạnh thì nó sẽ lên trước nó trổ bông, còn những cái bo nào mà nó yếu thì nó sẽ bị nằm lại, nó sẽ bị lấn lướt và nó lép vế luôn. Có nhiều cái bông không ra lá nổi luôn, có nhiều cái loại bông ghép trên một cây không ra lá nổi luôn đó. Thí dụ như cái thằng này, thằng Vương Hậu này, các bạn đem ghép với thằng Thiên Phú với là cái thằng Trà My Năm này là bó tài luôn, anh im luôn chứ anh khỏi ra bo luôn chứ. Cho nên ghép một mình nó, ghép mấy cái thằng Vương Hậu này nè, phải lựa cái củ nào rễ nhiều, củ đẹp to thì ghép nó mới được đó. Thí dụ như cái thằng Vương Hậu nè, đây mình phải lựa cái củ đẹp bự chà bá rễ nhiều thì ghép bo ảnh mới lên được chân này ha. Đây Vương Hậu đây đó, một lượt chứ thiên hạ đây mà ảnh chỉ ra chừng này thôi, ảnh rất là chậm ra, mà trong cái củ rễ rất là nhiều, củ bự, nói chung là lựa cái củ nào phải lực lưỡng ghép ảnh mới được. Chứ còn cái củ nào yếu là anh không có nuôi bo nổi luôn, anh không nuôi bo, anh không ra bo nổi luôn nha các bạn đó. Cho nên hôm nay là mình cũng chốt lại với các bạn rằng là có nhiều em nói anh ơi, anh ghép cho em một cây 5 màu trên một cây, thì 5 bo anh ghép cho em 5 màu trên một cây để em về em chơi Tết. Ok, ghép. Nhưng mà cũng phải nói trước với em rằng là trong một cây đó anh ghép 5 bo, 5 màu thì có những cái bo nào nó mạnh nó sẽ ra trước, tùy theo cái giống ha, nó ra bo trước. Còn những cái bo nào nó không mạnh được thì bị anh em nó lấn lướt, có thể nó không ra bông luôn, có thể nó không ra lá luôn ha.
chứ không phải là ghép không được. Bởi tại sao ở các nhà vườn từ xưa đến nay ai chơi sứa người ta cũng ghép cây nào ra cây đó, chứ không ai ghép một cây 5-6 màu để bán. Có cây 7 bo, 8 bo, 11 bo, sao không ghép 11 màu để bán cho nó nhiều bo, cho nó đẹp, nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà không phải, ghép là một chuyện nhưng mà tùy theo cái giống, tùy theo cái nết ha. Nết em nào ra em đó, chứ không phải là nết nào cũng tốt như nhau ha. Có nhiều cái thì ra rất là mạnh, có nhiều cái không chịu ra, chứ không phải là. Cho nên tại sao mình phải lựa, lựa dữ lắm đó. Rồi bông to tược mạnh rồi mới ghép chung với nhau được, nó gọi là tạm. Thì nếu ở cái lượt đầu tiên, ở cái lượt đầu tiên trong sau 2,5 tháng mình ghép thì có thể nó trổ bông đồng loạt được một lần, nhưng sau đó mạnh ai nấy sống ha. Chứ không bao giờ ra được đồng loạt lần thứ hai như trong đời y như là khi mình ghép lần đầu tiên được nha. Thì hôm nay á, mình lên mình cũng tâm sự với các bạn rằng là tại sao anh em nhà vườn người ta không ai ghép một cây 5-6 màu để bán ra thị trường cho nó trổ. Một cây các bạn cứ tưởng tượng 5-6 màu về sao không đẹp, đẹp chứ nè, 5-6 màu tím xanh hồng đỏ vàng cam đẹp, tại sao không ghép bán. Nhưng mà không phải vậy đâu, nó tùy theo cái nết của từng cây, tùy theo cái loại hoa phát triển mạnh phát triển yếu chứ. Cho nên tại sao mà mình phải chấp nhận là cây nào phải ghép với cây đó. Tại vì khi mình ghép là bản thân nó đã ăn bán của người ta mà, thì người ta cho cái gì nó ăn cái đó chứ. Có nhiều bo mạnh thì nó lướt lên mạnh, có nhiều bo yếu thì nó nuôi bo yếu, có nhiều tược yếu thì nó nuôi bo yếu, có nhiều tược mạnh thì nó nuôi bo mạnh. Trong 5-6 tược chứ đâu phải tược nào nó cũng đều nhau. Tược thì có tược to thì nó mạnh hơn, có tược nhỏ thì nó yếu hơn đó. Thì mình ghép như vậy thì làm sao mà 5 màu nó đều nhau được để nó trổ bông đồng loạt cho các bạn được ha. Thì hôm nay mình cũng lên mình chia sẻ như vậy. Các bạn nào thích ghép 5 màu thì mình ghép 5 màu. Nhưng mà mình báo với bạn là có thể lượt đầu tiên nó trổ bông đồng loạt, nhưng mà sau đó mạnh ai sống ha. Đó, thì hôm nay mình nên mình cũng chia sẻ với các bạn. Có những cái loại hoa ra tược không chịu ra bông, chậm ra bông mà bông rất là đẹp. Có những loại hoa sứ, có những loại hoa sứ ra bông liên tục tù tì, không có thời gian để ra tược ra lá, suy cây luôn. Rồi có những cái loại bông vừa ra tược vừa ra lá đều nhau. Rõ ràng là cây sứ mỗi cây nó có một cái nết khác nhau, chứ không thằng nào giống thằng nào ha. Thì hôm nay Hoa Ba Trồng lên cũng chia sẻ cái vấn đề nó là như vậy để các bạn khỏi thắc mắc ha. Thì một ngày mới Hoa Ba Trồng cũng xin kính chúc các anh em gần xa luôn luôn được mạnh khỏe nha, làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào và gia đình phúc. Xin chào tất cả anh em nha, xin chào tất cả mọi người thân mến. Ok.